Motion blur là cách chúng ta chụp lại vật thể khi nó chuyển động, hoặc là chúng ta chụp dính chuyển động của nó. Như trong thể thao các bạn thấy, để ghi lại những khoảnh khắc xuất thần của vận động viên thì người ta chụp phát là dính chuyển động luôn. Tùy hạt trong điện ảnh thì để tạo cho đối tượng đó cảm giác nó đang di chuyển thì người ta có hiệu ứng là motion blur. Rồi chúng ta cùng tái hiện hai cái trường hợp này với Corona camera. Để chụp motion blur thì nó phải chuyển động, đối tượng nó phải chuyển động đó, tức là đối tượng đó phải di chuyển thì mới có motion blur. Rồi mình kéo vài frame để cho nó có chuyển động. Mình chọn camera, select camera. Để setup đó thì các bạn chọn chế độ motion blur đó, các bạn kích hoạt geometry lên. Khi nói đến motion thì thông số quyết định mức độ nhòe hay là bắt dính chuyển động này, đó là thông số shutter speed. Thì khi đó các bạn sẽ quan tâm đến thông số này, shutter speed này. Rồi mình lấy thông số mặc định của nó với giá trị là shutter speed là 50, các bạn thấy đối tượng rất blur, dữ dội, nó nhòe. 50 thì nó rất là nhòe. Trong trường hợp mà các bạn muốn nó bớt nhòe thì mình sẽ tăng shutter speed, hoặc là các bạn muốn chụp dính chuyển động thì mình sẽ tăng cao hơn nữa. Rồi cho trường hợp này mình thấy đối tượng nhòe quá, mình sẽ tăng cái giá trị shutter speed lên, mình tăng lên 200. Rồi đây là giá trị 50. Mình lưu lại những cái lịch sử này, xóa bớt cái kia đi. Rồi set giá trị mới 200. Đấy, như các bạn thấy là nó bớt blur hơn, bớt nhòe hơn. Rồi so sánh trước và sau thì các bạn thấy giá trị 50 đối tượng nhòe dữ dội, và giá trị 200 thì bớt nhòe hơn. Tuy nhiên nó vẫn blur, nó vẫn có cảm giác là nó chuyển động ở đây. Rồi bây giờ trường hợp bạn muốn giả lập như vậy, mình chụp dính chuyển động luôn, thì mình sẽ tăng cái giá trị shutter speed này cao hơn. Ví dụ như thay vì 200 mình cho lên 2000. Rồi mình test render. Rồi bây giờ mình so sánh. Đây các bạn thấy giá trị 2000 là dường như đối tượng đã được đông cứng, chụp dính chuyển động, không còn cảm giác blur nữa. Đấy. Như vậy tùy vào trường hợp trong diễn họa, nếu các bạn muốn tạo cho đối tượng có cảm giác chuyển động motion thì mình sẽ tùy chỉnh lại cái thông số shutter speed. Còn cho trường hợp mà bắt dính đối tượng trong chuyển động thì chúng ta sẽ tăng cao shutter speed lên. Thường thì trong diễn họa chúng ta muốn tạo đối tượng motion thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái shutter speed sao cho nó cảm giác nó vừa motion thôi, vừa blur nhẹ, cảm giác nó chuyển động. Còn với trường hợp mà ra như vậy thì chúng ta không cần, mình đã ấn tĩnh luôn, không cần phải cái này. Nhưng mà ý nghĩa là thông số khi các bạn tăng shutter speed thì nó sẽ chụp dính chuyển động. Rồi tóm lại để diễn motion blur trong Kona thì các bạn chú ý cho là mình bật cái giá trị kích hoạt motion blur lên. Thứ hai là chúng ta chỉnh lại cái giá trị shutter speed.